Và ngay bây giờ thì câu chuyện tiếp theo mà chúng tôi muốn gửi tất cả quý vị cũng nói về nỗi đau của một con gái trước khi mất mát trong cuộc sống. Tình cảm phụ tử thiêng liêng sẽ được thể hiện bằng âm nhạc qua phần biểu diễn của Đặng Trà My mang số danh 09. Hãy thưởng thức cùng chúng tôi ca khúc Her, một sáng tác của Christina Aguilera, và lắng nghe thông điệp từ cô gái trẻ Đặng Trà My. Mesdames, Messieurs, on va maintenant admirer l'interprétation de la chanson Up par Dark Chami, candidat numéro 09. Bon spectacle à vous. Và giờ đây yêu thương cách chia, chỉ còn nỗi cô đơn.